trong 6 nước có trầm hương, Việt Nam là nơi có trầm hương tốt nhất thế giới. Trầm hương trở thành vật phẩm trí tuệ, khai sáng tâm thức con người, những ý niệm thanh cao, kết nối thế giới tâm linh, thông tam giới. Các tôn giáo lớn đều dùng trầm hương để khởi đầu các nghi lễ trọng đại. Từ những vết thương trên cây gió bầu, trải qua những điều kiện khắc nghiệt, tích tụ tinh dầu để hình thành trầm hương, một sản vật quý hội tụ linh khí đất trời. Với những công năng huyền diệu và sự linh thiêng mà trầm hương được sử dụng ở hầu hết các nghi lễ lớn của các tôn giáo lớn. Đối với người Ai Cập cổ đại, trầm hương chỉ dùng cho các tại buổi lễ Chúa Trời đầy trang nghiêm hoặc dành cho vua chúa. Trầm hương được dùng trong nghi lễ Ganga Aarti trên sông Hằng, một nghi lễ cực kỳ quan trọng của người Ấn Độ. Trầm hương là một phần không thể thiếu trong nghi lễ tẩy rửa Kaaba, thánh đường linh thiêng nhất của người Hồi giáo tại thánh địa Mecca, Ả Rập Xê Út. Trầm hương cũng được dùng để đốt trong nghi thức tang lễ của Chúa Giê-xu. Trầm hương hiện diện trong mọi thời khắc trọng đại và cao quý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật cũng đã từng nói, mùi vị của trầm hương đốt là mùi của Niết Bàn. Luôn trân trọng và gửi gắm những giá trị nhân văn ấy, suốt những năm qua, Hoa Lư đệ nhất danh trầm theo đuổi hành trình dùng hương thơm kết nối tâm thức con người với giá trị tâm linh tốt đẹp. Toàn bộ sản phẩm của Hoa Lư đệ nhất danh trầm đang được rất nhiều người khắp trong và ngoài nước tin dùng, sẵn sàng chinh phục cả những thị trường nước ngoài khó tính nhất. Với toàn bộ những giá trị cao quý và nhân văn sâu sắc, chiếc quạt trầm hương đã được lựa chọn làm tặng phẩm cao cấp dành cho các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh APEC. Bên cạnh đó, trầm hương còn được lựa chọn trong nhiều hội nghị lớn nhỏ khác trong nước. Nhắc đến trầm hương là nói đến sự hình thành đầy nghiệt ngã. Từ những vết thương trên cây gió bầu, hương trời theo gió quấn quýt vào cây, ngấm dần vào da, ăn dần vào thịt cây. Từ đó tạo thành thứ sản vật quý hiếm và hàm chứa vô vàn điều bí ẩn, kỳ diệu của thiên nhiên. Tuy nhiên, không phải cây nào cũng cho trầm. Cả ngàn cây mới có một cây cho trầm, cả triệu cây mới có cây cho kỳ. Lịch sử tên gọi trầm hương xuất hiện dưới thời Champa, cùng thời điểm Phật giáo Ấn Độ du nhập vào Việt Nam, và được xem là linh vật, biểu tượng uy quyền của vương quốc Champa xưa. Trầm hương được phân loại thành ngũ vị lục quốc, tức là 5 mùi vị và 6 nước. 5 mùi vị là ngọt, chua, cay, mặn, đắng. 6 nước nói nôm na là 6 nước có trầm hương bao gồm Ấn Độ, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó loại trầm hương tốt nhất cho mùi thơm tào nhã chỉ có ở Việt Nam. Loại trầm tốt nhất ấy được gọi là Kỳ Nam. Kỳ Nam ấy, nó còn quý đắt hơn là vàng, quý hơn là kim cương. Kim cương thì chúng ta chỉ đeo cho nó đẹp, dùng cho nó đẹp thôi, chứ còn Kỳ Nam là gì? Chữa bệnh. Đấy, chữa bệnh nè, giúp cho con người chúng ta là gì? Chữa ung thư nè, tim mạch nè. À, và thắp lên thì cái khói nó rất là thơm và nó làm cho chúng ta giải tỏa cái căng thẳng, cái stress. Và cái mùi hương thơm đó nó rất là tốt, nó không có như chúng ta đang thắp cái hương bột này. Trong các loại hương rừng Phật thì hương trầm được suy tôn như mùi hương của Niết Bàn, đặc biệt là loại hương Kỳ Nam. Khái niệm Niết Bàn là một danh từ khó có thể giải thích toàn vẹn bằng lời, nhưng hết thảy người xuất gia hoặc Phật tử đều hiểu Niết Bàn là mục tiêu chính yếu của Phật giáo và cũng là mục tiêu cuối cùng của người tu Phật. Chính vì lẽ ấy, khi nói hương trầm là mùi hương của Niết Bàn đã cho thấy đây quả là một mùi hương vô cùng tôn quý. Hương trầm ngàn ngát sớm trưa, buồn vui lắng lại gió mưa giữa đời, tâm linh huyền diệu chơi vơi,
hương trầm như nói, thay lời tự tâm. Việc dâng hương không những được các gia đình thành kính dâng lên bàn thờ tổ tiên, mà còn thể hiện nét văn hóa của các tôn giáo, dân tộc trên toàn thế giới, nhất là trong các đại lễ của Thiên Chúa giáo, Hồi giáo hay Phật giáo, đều không thể thiếu được làn khói hương. Từ hàng nghìn năm, trầm hương là luôn được xem là một cái sản vật đặc biệt của đất trời ban ra con người chúng ta. Người châu Á đốt hương trầm để dùng cho những cái phi lễ linh thiêng nhất. Còn riêng người Ả Rập thì một ngày một gia đình có thể người ta dùng $100 để người ta đốt lên trong phòng làm việc, trong nhà buổi tối hoặc buổi sáng người ta làm lễ thì người ta đều đốt trầm. Và bây giờ cái người Ả Rập người ta mê cái trầm, nhất là trầm của người Việt Nam. Trong châu Á có mấy nước nào có trầm, nhưng mà trầm Việt Nam và nhất ở Khánh Hòa thì chúng ta thấy rằng là nổi bật nhất. Có một cái nhiệt đới, có một cái đất gọi là trồng trầm, trước là sau này mấy chục năm nay mới trồng, chứ trước là cái trồng nguyên thủy, cái trầm nguyên thủy của nó thì quý vô cùng. Trầm hương được xem là tinh túy của đất trời, nên việc thưởng trầm xưa luôn mang đậm nét văn hóa thờ phụng. Người ta tin rằng mùi thơm của trầm hương khai sáng cho trí tuệ con người những ý niệm thành cao và hướng thiện. Hương thơm tào nhã, tinh khiết của trầm hương kết hợp với yếu tố tâm linh đã tạo nên nghệ thuật thưởng trầm khá cầu kỳ tại Việt Nam cũng như nhiều nước vùng Đông Á. Nghệ thuật thưởng thức trầm hương còn phát triển song song với nghệ thuật uống trà và cà phê. Tại Hoa Lư đệ nhất danh trầm, nơi người ta đến không phải chỉ để thưởng thức đồ uống, mà còn để cảm nhận dư vị thanh tao của cuộc sống qua mùi hương trầm nhẹ nhàng, quyện trong ly cà phê trầm đậm đà, còn vương mãi. Hiểu được trách nhiệm lớn lao, Hoa Lư đệ nhất danh trầm luôn dốc sức mình cùng những tâm huyết đau đáu, làm sao đưa hình ảnh của trầm hương Việt Nam, một biểu tượng của nền văn hóa giàu tính lịch sử, nhân văn, là hiện thân giá trị tốt đẹp của người Việt, đến với Nam Châu và bạn bè quốc tế.